rất nóng và có thể nói là rất mong chờ rồi mà. Rồi, Phúc Huyền xin chào toàn thể tất cả các bạn trường trung học phổ thông Nguyễn Quế. Quá dữ luôn. Vâng, vậy thì chúng ta đã có nhạc rồi, đây chúng ta sẽ cùng thử xem là các bạn chúng ta có mạnh khỏe về giọng nói không. Bạn nào tự tin rằng mình có giọng ca, có giọng nói khỏe mạnh nhất rồi đây. Wow, vậy thì chắc chắn là buổi tối ngày nay chúng ta sẽ có một buổi tối quẩy thật mạnh rồi. Ai đồng ý giơ tay mạnh nào. Vậy thì chúng ta cùng thử nhá. Nào, tay của các chàng trai được đâu à, xin mời. Rồi, giơ cao lên. Bây giờ chúng ta không có hô một cách tự phát nữa, mà chúng ta sẽ hô theo cách tập thể. Sẽ cùng hô theo cách tập thể. Hô rất đơn giản thôi, có hai từ chúng ta học đầu tiên trong bảng chữ cái. Bảng chữ cái từ đầu tiên là từ gì ạ? À? À, rồi và từ chúng ta học khi mà chúng ta thấy những điều kỳ lạ, những điều bất ngờ đó là ô. Thử nhá. Bây giờ nếu mà anh Quyền nói A, xin mời các bạn nói lại là ô. Anh Quyền nói to, chúng ta nói to. Anh Quyền nói dài, chúng ta nói dài. Và chúng anh Quyền mà nói A thật nhỏ, chúng ta cũng thật nhỏ. Thử nhá. A. Tôi nói A, các bạn say gì à? A. Mày cái thế này A. Ô chứ sao vẫn A. Anh nói A, các bạn nói ô. Quyền nói A, xin mời toàn thể các bạn. Chúng ta sẽ cùng nói ô và nói ô, chúng ta nói ngược lại, thử nhá. Bây giờ chúng ta đi từ mẫu giáo lên cấp 3 này. Mẫu giáo này. Ô. A. Ô. A. Ô. Tính tính đợi nhạc nhả xong chúng ta mới gọi là đáp lại nào. Tiếp tục này. A. Bên này hình như không đều, bên này hình như đều hơn này. Bên này giỏi này. Nào, sẵn sàng nha. Nào. A. A. Rồi, xinh thế này mà nói sai. Lại nào, bên này chúng ta tự đi thắng bên kia không? Nào, chuẩn bị nha, chỉ đơn giản là A.O thôi. A.O, các bạn này sẵn sàng chưa? Nghe không rõ, hình như team này vẫn là team mạnh nhất này. Ôi, sẵn sàng chưa? Bây giờ xin mời toàn thể tất cả các bạn trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến, chúng ta sẽ cùng tập trung giọng nói của mình nha. Nào, sẵn sàng. Trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến ơi. Từ đây. À, 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 à. Ô, ô, ô. À, 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 ô. À. Tinh thần tập thể chúng ta đã mạnh như vậy rồi, chắc chắn ngọn lửa tới ngày mai sẽ cùng rực cháy thật mạnh mẽ. Còn bây giờ, thay vì giọng nói, xin phép tất cả bạn chúng ta giơ cao hai cánh tay của mình lên được không? Bạn nào không cầm điện thoại giơ cao lên đây nào. Đảm bảo rằng nếu tất cả các bạn ai là thành viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến, là học sinh, cựu học sinh hoặc thành viên, chúng ta sẽ luôn luôn giữ tay để chúng ta giơ trên đầu trong vòng 2 phút. Nào, ai mà hạ tay xuống chứng tỏ là chúng ta đang không thích ngôi trường hả? Xin mời giơ tay cao lên. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta có một cách phát động tuyệt vời nhất cho đêm lửa trại tư mừng chúng ta. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ vỗ tay theo kiểu quân đội. Vỗ tay thật đều, vỗ tay thật mạnh và vỗ tay thật chuẩn nghiệp. Sẵn sàng chưa? Tay nào, tay nào? Tay cao lên nào, tay cao nào? Nào, chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Chúng ta sẽ vỗ tay kiểu quân đội 15 cái. Vỗ thật mạnh và đếm từ 1 đến 15 nào. Xin mời. 1, 2, 3. Đếm nào, đếm nào. Wow, có vẻ như là vỗ này là chưa đạt rồi. Xin mời DJ cho chúng tôi bản nhạc. Vỗ cái tay lên đi. Xin mời.